Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ chia sẻ đến các bạn và các cháu nấu món bánh canh thịt bằm. Nguyên liệu của món bánh canh thịt bằm gồm có 170g bột gạo, 30g bột năng, thịt nạc 140g, dầu ăn 35g, đường muối, bột ngọt, bột nêm, mỗi thứ 1 muỗng cà phê, và tiêu 1/2 muỗng cà phê. Và đây là hành tím, hành tím là 4 củ hành tím, hành lá và ngò rí là 2000, và đây là một trái chanh. Trước tiên là mình đi băm hành tím. Tiếp theo mình đi sắt hành lá, và mình để cái gốc hành riêng ra. Tiếp theo là mình thái thịt. Và đây là thịt nạc dăm á. Nhà mình thì không thích ăn thịt nên mình nấu ít thịt thôi. Nếu bạn nào thích ăn thịt nhiều thì ta có thể cho thịt nhiều. Và mình đem mình nấu khoảng 2-3 tô mà nhà mình ăn thôi. Hôm nay là trời mưa, mình không có đi ra ngoài đi ăn được, cho nên là mình nấu bánh canh mình ăn ở nhà. Nếu mà ta thích hầm xương thì ta có thể hầm xương. Đây là tô bánh canh mình nấu đơn giản cho nhà mình ăn thôi, hay là học sinh, sinh viên là ăn tô bánh canh này rất đơn giản. Tiếp theo là mình đi xay thịt. Mình xay thịt thì mình phải lọc hết gân ra, nếu xay thì nó dễ hư cối. Tiếp theo là mình ướp thịt. Đây là mình cho vô đây là nửa muỗng hành tím này, hành tím băm. Và bây giờ cái đường muối bột ngọt này thì mình trộn lên. Và mình ướp khoảng 1 muỗng cà phê đường muối bột ngọt thôi. Để còn cái kia lát nữa mình nêm vô sau. Đó, mình trộn lên và mình ướp trong 30 phút. Tiếp theo mình đổ bột gạo trong này. 170g bột gạo. Và đây là 30g bột năng. Và bây giờ mình nặn vào đây là một miếng chanh. Mình nặn vào đây một miếng chanh. Miếng chanh nhỏ thôi. Và dầu ăn thì mình cho vào đây khoảng là 2 muỗng canh dầu ăn. Và nước lọc mình cho vào đây 200ml nước lọc, cũng là 200g nước lọc. Và mình sẽ quậy lên cho nó hòa quyện với nhau đã. Và bây giờ mình cho vào trong bột khoảng 1/2 muỗng cà phê muối. Để cho cái bánh đậm đà. Bây giờ mình bật bếp lên. Ta bắt đầu đảo bột. Cái bột của mình nó hòa quyện với nhau rồi. Mình phải đảo liên tục cho mình đừng có ngưng, thì bột mình nó sẽ bị cháy mà nó đóng cục lại. Bột của mình bây giờ bắt đầu nó sạch sệt sệt rồi. Và mình cũng để lửa nhỏ và nhỏ trung bình thôi nha mọi người, chứ mình không để lửa to. Nếu mà mình xài nhiều bột thì mình để nhiều, nhưng mà ta nên quậy 200g một thôi. Chứ đa thì quậy nhiều vì mình tay mình yếu á, cho nên là mình không nên quậy nhiều. Nếu mình có máy mình đánh á, thì nó sẽ tiện hơn. Máy thì nó khỏe, còn tay mình yếu mình chỉ đánh 200g thôi. Chứ mình mà đánh nhiều quá thì nó không có ngon. Nhiều khi đánh nhiều quá bột nó sống thì nó sẽ bị gãy bánh canh, gãy bún. Mình làm bánh canh hay bún thì mình phải quậy cho cái bột mình nó chín thì nó mới không gãy được. Nhưng nếu mà ta không quậy bột chín mà ta quậy nó dẻo, nó hay nó không có chín, nghĩa là nó không có dai rồi á, thì nó dễ bị gãy. Bánh canh và bún mình nó sẽ bị gãy. Và mình quậy trên chảo như vậy á là rất là an toàn. Mình quậy như vậy là mình không có sợ bị hư. Còn người ta khuấy không trên chảo á, là người ta phải dùng máy
Chứ nếu mình dùng mình quậy bằng tay ấy, thì mình quậy chậm xong bột nó nguội thì nó sẽ bị sống bột. Nếu mà mình quậy không quậy trên chảo thì mình phải đánh bằng máy. Chứ mình mà quậy bằng tay ấy, dễ bị hư lắm. Mình làm công thức này là không có bao giờ bị hư hết. Mọi người coi này, bột của mình nó sánh sánh nó xòe, nó dẻo lắm rồi nè. Đó, bột mình rất là dẻo. Và khi mình nhồi bột nó mà bột mình nó dai á, là không bao giờ mà bún bánh canh mình bị đứt hết á. Hôm nay là mình không có tắt máy đâu, mình để cho mọi người nhìn thấy cái bột mình luôn, rất là dẻo luôn, dẻo thành từng khối. Mình mỏi tay thì mình đổi tay, tay mình không có thuận là tay trái. Mình để cái bột nó dẻo dai như vậy thì không có sợ nó sống, nó không có sợ nó gãy bún, gãy bánh canh. Mọi người nhìn bột mình để trong cái chảo này cho nó chín cái bột này, nó chín cái bột đi thì lát mình nhồi không có sợ, không có sợ bánh canh gãy. Giờ bột mình nó dẻo lắm rồi, mình tắt bếp. Và bây giờ mình bỏ bột vô nữa, mình nhồi cho nó dễ. Này mọi người nhìn bột mình nó chín này. Rất là nóng luôn, chà nóng lắm. Nóng quá trời luôn. Và mình phải đi bao tay chứ mình nhồi không, mình nhồi không được luôn á. Bột nóng như vậy thì không có sợ nó hư. Mình nhồi cho kỹ lên. Rất là nóng, nóng hổi luôn. À, bây giờ mọi người ơi, bột của mình nhá, mình nhồi rất là dẻo rồi, bây giờ mình bỏ trong khuôn. Đó, bây giờ mình bỏ trong khuôn này. Đó, mình bỏ trong khuôn. Cái khuôn này thì rất là dễ làm luôn ấy. Đó, và mình nó bắt lại. Và bây giờ nước của mình cũng sôi rồi. Thì mình cũng nặn vô đây một miếng chanh. Mình nặn vô một miếng chanh nhỏ để cho cái bún mình nó dai. Và bây giờ mình bắt đầu nặn bún vô. Đó, mình quay rất là nhẹ nhàng thôi. Đó, mình thích để bánh canh mình to thì mình để thấp xuống, mà mình thích bánh canh mình nhỏ thì mình dơ cao lên. Đó, mình nhúng này xuống. Mình nhúng xuống là nó tự đứt. Và bây giờ bánh canh mình nó nổi lên rồi đó. Nó nổi lên rồi, mình vớt ra. Tiếp tục mình nặn khuôn thứ hai vô. 200g bột là mình nặn 2 lần. Và mình nhồi bột, mình nhồi khoảng 5 phút. Ta nhồi càng lâu thì bột mình nó càng dẻo và càng mềm. Đó, mình thả xuống. Và mình thả xuống khoảng 2-3 phút là nó đứt. Đó, nó đứt rồi thấy không? Không cần phải lấy dao cắt. Và bây giờ bánh canh của mình đang nổi lên nè. Mình cho nó sôi khoảng 2-3 phút rồi mình vớt ra. Nó nổi. Bún mà nó nổi lên là được liền. Nhưng mà bánh canh thì nó cặm nó to cho mình để sôi khoảng 2-3 phút. Và bây giờ mình vớt ra cái tô nước. Đây là cái tô nước, mình để sẵn tô nước rồi. Mình để gần cái bếp quá mình sợ nó chảy cái tô. Đó, mình vớt ra. Canh của mình rất là dai ngon luôn á.
Để mọi người ơi, nhìn bánh canh của mình này, rất là bóng láng luôn. Bóng láng luôn ấy. Đó, nó dài, sợ nó dài không? Bây giờ mình sẽ xoay cho mọi người nhìn thấy nè. Dài lắm. Đó, mình xoay cho mọi người nhìn thấy nè. Không có đứt luôn. Quay trong chóng được. Đó, không đứt sợi bánh canh luôn. Và sợi bánh canh này thì mình đã rửa qua nước lạnh. Đó, mình rửa qua hai nước. Đó, cho nó nguội. Và lát nữa mình cho một tí dầu vô để cho nó khỏi dính. Và cái dầu này thì mình đã phi hành dầu rồi, cho nên là không có sợ hôi. Và tiếp theo là mình đi nấu nước lèo. Mình cho vào đây khoảng 2 muỗng canh dầu ăn. Đó, bây giờ ta bắt đầu cho cái hạt màu dầu điều của ta phi. Hạt màu dầu điều mình cho khoảng nửa muỗng cà phê thôi. Đó, già nửa 2/3 muỗng cà phê. Và mình bật lửa lên và mình để lửa nhỏ. Để lửa nhỏ, chứ mình để lửa to là dễ cháy hạt màu dầu điều này lắm. Và bây giờ hạt màu dầu điều mình nó ra màu rồi thì mình vớt cái hạt màu điều ra. Mình vớt ra. Và bây giờ mình cho hành tím vào mình phi. Phi hành tím. Nếu ta ít dầu thì ta có thể múc màu dầu điều ra, múc bớt ra. Mình ăn ít dầu thì mình múc bớt ra. Bây giờ mình múc bớt ra, tại vì trong mỡ heo thì nó thịt ba rọi á thì nó thịt nạc dăm thì nó có mỡ nhiều á, cho nên mình múc bớt cái dầu này ra. Nếu ta ăn dầu nhiều thì ta có thể để như vậy, mà ta ít thì ta múc bớt ra. Và bây giờ mình bỏ thịt vô mình phi. Đó, khi mình không đảo thì phải tắt đi, như vô thì thịt của mình dễ bị cháy. Và bây giờ thịt của mình nó thơm rồi thì mình cho nước vô. Đó, nước mình muốn ăn tùy theo sở thích của mình. Mình ăn nhiều thì mình cho nhiều, mà mình ăn ít thì mình cho ít. Mình cho nước vô. Mình cho khoảng 2 tô. Không đến 2 tô. Nhà mình ít người lắm. Và nồi nước lèo của mình nó sôi rồi thì mình hạ lửa nhỏ xuống và mình hớt bọt. Và bây giờ nước lèo mình sôi rồi thì mình đổ thêm cái gia vị ở nãy vô này. Đó. Nếu mình nhạt thì mình cho bớt, cho hết, mà mặn thì mình sẽ bớt lại. Và bây giờ mình nêm nước lèo. Nước lèo mình nó hơi thiếu đường thì mình cho thêm một muỗng cà phê đường nữa. Tùy theo sở thích của mình nhé. Mình ăn đường nhiều thì mình cho nhiều, và mình được ăn ít thì mình cho đường ít. Rồi bây giờ mình cho đầu hành vô. Rồi mình tắt bếp. Mình cho một ít hành lá vô cho nó đẹp, chứ còn lát nữa thì mình ăn tới đâu thì mình cho tới đó. Và tiêu thì mình nêm sau, tại vì nhà mẹ mình không ăn tiêu được, cho nên mình không có bỏ trong nồi này. Và mình tắt bếp rồi. Cái nồi này tắt rồi nhưng mà nó vẫn sôi, tại vì cái nồi này rất nóng. Nhưng mọi người nhìn này, bánh canh của mình á, mình chưa có bỏ dầu đâu, nhưng mà nó bóng láng luôn ấy. Đó, mình chưa bỏ dầu đâu. Nếu ta để lâu thì ta bỏ dầu. À, sợ dính, còn mình ăn liền thì mình khỏi cần bỏ dầu. Và đây là tô bánh canh của mình lại có một chút chanh. Rất là ngon luôn. Bánh canh là bánh canh đơn giản dành cho sinh viên và học sinh. Hay quá. Rồi mọi người nhìn cái cọng bánh canh nó trong veo, rất là ngon luôn. Rất là nóng. Trời ngoài đang mưa.
mình không có đi ra ngoài ăn được, cho nên mình nấu bánh canh mình ăn. Và bánh canh bột gạo này là mình xài bột gạo Tài Ký, còn bánh bột năng thì mình xài bột năng Ký, hình như là 20.000 một ký. Thì mình mua lâu rồi mình quên, mình không cần mà mua bột năng bịch, mình mua năng Ký. Và đây là tô bánh canh này, mọi người nhìn rất là hấp dẫn. Bánh canh rất là dai ngon, không hề gãy một tí nào hết. Đó, mọi người nhìn thấy bánh canh mình nó dai, nó dài, rất là dài luôn. Mà mình nhồi bột á, thì mình nhồi khoảng 5 phút. Và mình cho, khi mình nhồi bột đó thì cái tay mình phải nóng bỏng như vậy á, thì bánh canh nó không gãy được, bún không gãy được. Chứ nếu khi ta nhồi bột mà bột mình nó không có nóng thì nó sẽ bị gãy. Bột thì mình xài bột Tài Ký, bột gạo Tài Ký, còn bột năng thì mình xài bột năng Ký. Là không biết là 20.000 một ký sao mình mua mình quên mất rồi. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Thịt nạc thì mình mua có 150g thôi. Bây giờ thì mình nhà mình không ăn thịt nhiều, mình chỉ ăn đơn giản ít thịt thôi. Chứ tự vì bây giờ thịt thì bây giờ thì nó cũng không có tốt cho sức khỏe, cho nên là mình ăn ít thịt thôi, mình nấu 140g thịt thôi. Rồi, rất là ngon. Rất là ngon luôn. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Phần nguyên liệu thì mình để ở phần nhận xét và phần mô tả. Nếu ai không nghe rõ thì mình mở phần mô tả và phần nhận xét lên xem.